Rồi, này thì mình đang bảo dưỡng một cái con xe Nô 6. Xe này thì của bạn khách mua xe cũ lại, bạn mới vừa mua xong, bạn mang qua cho mình để bảo dưỡng lại. Thì cái xe này thì cái đồng hồ thì đã được 30 mấy ngàn cây rồi. Nhưng mà mình nghĩ là không biết có tua không, mình không cần biết nha các bạn nha. Tại vì mua xe cũ, có thể người ta tua hoặc có thể người ta không tua. Nhưng mà xe này mình mở ra thì đây, lát mình sẽ cho các bạn coi cái đồng hồ sao. Dây quay vẫn còn xài ổn nha các bạn nha, mới chỉ có hơi găng nhẹ thôi, còn rất là tốt luôn, dây zin nè nha. Đó, xe này là hồi nãy mình mở cái lốc rồi rất là khó. Tại nãy tính là để làm clip cho các bạn nhưng mà đang làm clip bên đây rồi nên là không kịp, nên giờ mình mở ra đây. Thì cái xe này đi mình cho là 37.000 cây, thì hiện tại bây giờ nó chỉ có mới có hư bubi thôi nè, bubi này lâu rồi không được mở ra nên là nó mòn, quá mòn bubi rồi. Đó. Thì rất là mòn rồi, đây. Chỉ thay thế bubi thôi, còn riêng bố ba càng. Còn rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây. Còn rất là dày luôn. Khá là dày luôn, này chỉ cần vệ sinh lại là bao ngon. Dòng bố này thì không cần phải chê nữa. Xe Yamaha thì cái bố zin thì các bạn cái việc xe này trước đó cô nữ đi nên là cái chuyện họ không có bảo dưỡng nhiều thì cũng đúng. Mình mới mở ra đây thôi thì mình vệ sinh lại họng ga, kim phun, kiểm tra lọc gió cho các bạn này, để lát mở ra coi lọc gió nó có zin không. chắc zin luôn anh, chắc lọc gió zin luôn á. Cái xe thử đi. Em đi lần này đợt sau có 10.000 cây, đợt sau thì em thay dây cua được. Có 10.000 đợt sau thì vệ sinh được sao? Đủ má mày ruột. Hết hồn. Rồi mở ra vệ sinh bảo dưỡng cho mở bồ mới vô đây lại. Đó thì xe các bạn thấy không? Khi các bạn bạn mua chiếc xe này là 14,5 triệu. Thì mình thấy với cái giá này thì nó quá hợp lý nha. Tại chiếc xe này thì còn rất là ngon, mà chị thử thì xe còn rất là mạnh. Mở bugi chưa? Chưa hả? Rồi, đó mà đang bảo mình đang kiểm tra lại. Thì để cho các bạn nào đang có ý định mua xe cũ mà với phân khúc tầm khoảng 16-17 triệu đâu lại đó. Nếu như mà mình nghĩ chiếc xe mà các bạn mua một cái con xe AB, nếu mà như mà chạy tầm 40.000 cây thì khi mà mở ra mình đảm bảo các bạn tốn tầm khoảng hơn 1 triệu cho một bộ nồi. Nào là nồi trước, rồi nào là bố, rồi nào là bi, chưa kể gì cũng ro. Nhưng mà cái xe này là xe Yamaha, đây bugi zin luôn, còn đúng zin nha. Đó. Đi rất là lâu rồi. Đó, bugi này thì cái đầu xứ nó hơi bị đánh lửa nhiều quá, nó bị mòn phết rồi nên là mình sẽ thay bugi mới cho bạn lại. Đó. Thì nồi thì ít được bảo dưỡng vệ sinh. Nãy bắn tán là cái dấu mới chạy lần mới chạy lần đầu đúng không? Trần cái miếng dài biết là đầu tiên rồi. Chưa bắn ra lần nào luôn, nói chung là đây là mình chỉ quay một cái video này cho các bạn tham khảo thôi, chứ mình thì mình nói các bạn đơn giản thôi. Giống như cái nồi này nè, 40.000 cây mà sợ thì tại vì do ít bảo dưỡng nên nước vô nên nó hơi nhám nhám thì sợ nó chưa có khuyết luôn á. Cái xe Novo này thì các bạn chỉ cần bảo dưỡng kỹ cái phần mà trong cái lỗi này nè, đi vệ sinh mà 10.000 mười mấy ngàn vệ sinh lần á, cho một tí mỡ dầu vô đây nè, tí mỡ mỡ bò vô đây á là nó không bị gọng cái lỗ ắc này á, là chạy rất là bền, rất là trâu luôn. Mình nói coi đơn giản luôn á. Còn mà cái bộ kẹp này nè là mình bao cho xài khi nào mà hư cái bộ nồi luôn á, nếu các bạn vệ sinh kỹ nha, hư bộ nồi luôn mới hư bộ kẹp được, rất là khó hư đó. Mày có gì nè, tem chưa gắp đâu bộ này các bạn coi nè, cái tem chưa gắp luôn rồi nha, đem zin luôn. Hôm nay là khui siêu luôn á, được lần đầu tiên mà bao nhiêu năm rồi mà mới thấy cái xe Yamaha mà còn nguyên cái tem mà là bảo hành của cái lọc gió luôn, chưa khui ra luôn á. Đó thì mà mở bữa nay là phá trình em đó. Đó, mình mua xe thì nói chung là cái xe này thì các bạn ít sửa, nó không kêu máy, các bạn ít chi phí hơn. Đó, xe này mình chỉ thử thì mình thấy rất là ngon nên mình chỉ nói là vệ sinh nồi. Thay giữa hư bubi thì thay bubi rồi xong rồi vệ sinh họng ga, kim phun, lọc gió, bugi và nước mát. Thì cái dòng xe Novo 4, 5, 6 thì các bạn lưu ý phần nước mát, họ đi mấy chục ngàn cây rồi mấy năm trời nhiều khi người ta không quan tâm đến nước mát, thì các bạn nên kiểm tra cái phần đó để tránh bị phá nước mà đọt cái đầu lòng rồi hay gì đó thì vậy thôi. Chứ chiếc xe này đi còn rất là bền luôn. Ô chà, xé ra cái gắp tem ta mày. Ô gắp à, đúng rồi, lọc gió đúng gì luôn, bây giờ đây đó đúng gì luôn. Giờ rồi nè, quay giờ quá giờ rồi, dục lọc gió bỏ đi đó, quá chừng giờ nào. Xem như bạn khách hàng này cũng may mắn, ông mua được chiếc xe, nói chung là về ngoài nhìn nó cũng rất là liền lạc luôn, có cái bố ăn trước nó cũng mới vừa mòn hết luôn nên là mình thay bố trước. Xe này có thay được thay vỏ rồi nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Xe này biển ở Đức Hòa, 62 Long An, số 2 thôi chứ còn không phải ở Đức Hòa, biển số L không gần lắm. Đức Hòa là chữ B, B thở.
Rồi không anh, các bạn thì cứ mua xe thì chắc không lẽ sau này chỉ sang cái hướng mà review xe cũ ta. Mua xe cũ thì nói chung cũng hên xui lắm, nhưng mà riêng dòng da này thì cái phần máy thì được an tâm hơn. Thì các bạn mình đã bảo bạn, các bạn mua dòng xe này dòng vô 5 nè, 5 6 các bạn an tâm hơn. Đó. Nếu mà so về tiết kiệm xăng nha, thì các bạn đừng có chọn xe da này, thì đã đi xe rồi với xe này nó mạnh, nó im và nó bền. Dao động của xe này rơi vào tầm khoảng từ 40 cây một lít. Đó. Còn được trường thể hơn, nhưng mà mình trung bình như vậy thôi. Còn nếu mà đối với một cái xe mà các bạn 15 16 triệu các bạn chỉ có thể mua được xe AB 110 thôi. Đó, nhưng mà về cái độ bốc thì chắc chắn là sẽ không bốc bằng xe này. Và chỉ nói với các bạn biết luôn là nhược điểm của xe này, duy nhất cái nhược điểm mình không thích ở cái xe này là ở cái tiếng kêu, để nó hơi hú nhẹ ở 40-50. Đó, nên các bạn nào có mua xe thì nên chấp nhận nha, chứ không phải là về mua xong rồi về đi chỉ tiếng hú là không chỉ được đâu. Có xe nó kêu nhỏ mà có xe nó kêu lớn. Đó. Nên là mình chỉ là thợ thì mình thấy cái gì thì mình nói với các bạn nó vậy thôi. Chứ còn các bạn mua xe thì các bạn phải là cái người trực tiếp xem chiếc xe đó, nổ máy lên nghe nó im. Rồi thì khi mua xe cũ rồi về thì nên kiểm tra lại cái nồi nè nó giống như vậy. Không, xe là đi 40.000 mà cái con Vigo cũng chỉ mới hơi gân nhẹ thôi đây. Đó, mình cho bạn chạy thêm 10.000 mười mấy ngàn cây nữa bạn thay Vigo cũng vẫn được. Đó, rồi 20.000 cũng được luôn nữa. Còn vệ sinh cái này là sạch sẽ nè. Mở này lên đi, cho miếng mỏng mới vô thôi. Đó, thay mở bỏ mà cũ đi. Từ. Kiếm lên. Rồi cái hầm ga đâu rồi đây, cái hầm ga nè. Đâu đi, nó bít hết trơn luôn rồi nè. Bít hết rồi. Đó, giờ mình đang xử lý cái phần cái hầm ga này lại. Nam bố theo xe này là có thay đàn bố rồi chứ không nhìn. Nhưng mà cái đĩa còn rất là đẹp luôn. Cái bình này đúng còn zin đấy của xe luôn, là bình 2016 rồi. Lê lạc chứ. Còn đẹp thôi chứ nó vô năm của mình luôn. Đó, mình đang mua 22 mà. Còn nha các bạn, nước mát còn nha. Nhưng mà lát nữa mình sẽ phải thay nước mát mới lại cho bạn, để xe này đi lâu rồi người ta không có thay nước mát. Mình phải kiểm tra lại cho chủ xe chắc ăn luôn. Rồi đó, thì mình tóm lại cho các bạn là chiếc xe này đã đi 40.000 cây thì giờ bật luôn nè. Chỉ lát nữa mình cái bình gỡ ra ngoài nó bật mẹ nữa. Rồi lát thì mình sẽ cho mình gắn lại, mình sẽ cho coi các bạn nghe tiếng máy và coi là cái audio đồng hồ nha. Rồi anh em, nhớ giờ đây mình mới vừa gáp cái hệ thống kim phun vô xong rồi. Mở đồng hồ lên. Xe này thì 37.000 cây là chắc chắn là đúng rồi nha anh em. Xe này không sợ bị tua đồng hồ đâu. Mình đảm bảo luôn 37.000 cây là đúng với cái tình trạng của xe này luôn. Đó, giờ thì nổ máy lên nha. Đây, xe nổ rất là im luôn. Cái xe này hầu như bây giờ nó giống như là xe mới luôn rồi đó. Không hú không hét gì hết, máy rất là im đó, không có gào mở. Trong là nguyên cục máy này là còn rất là zin nguyên, thay nhớ được điều độ đó, lọc gió còn zin là anh em hiểu rồi. Rồi đó thì qua cái video chia sẻ với anh em, để anh em có thêm kinh nghiệm mua xe cũ đó. Mua xe cũ thì anh em cứ nổ máy lên tay ga mà nghe tiếng máy nó im đó. Còn nếu như xe zin quá thì anh em lưu ý nha, mua xe zin mà đi nhiều năm rồi, như là 8-9 năm rồi mà còn zin á, mà anh em mua mấy chiếc đó về là anh em sẽ phải sửa nha. Tại vì nó bền 8-9 năm thôi, nhưng mà tới anh em về thì nó cũng tới tuổi hết rồi. Đó, như cái nồi này thì hiện tại là nếu mà anh em mua xe Yamaha thì cái phần chi phí sửa chữa nó sẽ ít hơn. Nếu như anh em máy im, chi phí sửa nồi hoặc là này kia thì nó rất là dễ, nó không có bị hành nhiều giống như là xe của Honda. Nói chung là mình chỉ lưu ý với anh em vậy thôi. Còn anh em nào có kinh nghiệm hay là quen thân quen hay hơn gì đó thì thích xe Honda thì có thể mua xe Honda, hoặc thích xe da thì mua xe da. Đó, chứ còn mình thì riêng người thợ thì mình thích cái dòng xe của mà Yamaha và Su hơn, nó bền hơn, sửa nó ít có bị hành hơn đó, đồ cứ thay đúng đồ vào thì là nó ngon thôi, nó không có phải canh chỉnh gì nhiều hết á. Rồi nổ máy đi. Xe này có không nhập nước, người ta nhớ có định kỳ không? Hiểu rồi. Tại lên máy đi. Tại không?
không có cái đang bảo dưỡng cho chiếc xe Novo 6 này nè, xe này mới mua lại 40.000 cây này, mua lại đâu mà xe em gu à, đâu có kêu gì đâu. Trời ơi trời. Trời ơi. Với keo mà. Nó có vô nước được đâu mà lo cái này, nó sao keo ghê, nhìn thấy ghê luôn. Rồi, thấy may mắn chưa mua chiếc xe hôm qua đúng không? Chỉ cần nổ máy mà nghe như vậy đó là làm thôi, còn nếu không là đó, đi mình đi mua xe cũ thì các bạn có việc nghe thôi, nổ máy lên mình nghe nó kêu giống vậy thì tốn tiền nhiều thôi. Còn mà mua mình nổ máy em gu như thế này thì không cần phải sửa nhiều. Rồi mình sẽ kết thúc video clip mình đây nha.